Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày triển khai tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 đợt 2, đến nay tỉnh Hưng Yên tiến hành tiêm cho gần 2.900 người thuộc diện ưu tiên. Tất cả đều đảm bảo an toàn. Theo đó, có 2.864 người thuộc diện ưu tiên được tiêm chủng vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19. Trong đó, có 795 người được tiêm mũi 2 và 2.069 người được tiêm mũi 1. Đến thời điểm này, các trường hợp được tiêm vaccine AstraZeneca ở Hưng Yên đều có sức khỏe bình thường, không có trường hợp nào có phản ứng bất thường sau tiêm. Chỉ ghi nhận trên 700 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Trong đợt 2, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch tiêm cho 7.620 người thuộc diện ưu tiên phấn đấu xong trước ngày 1 tháng 5. Toàn tỉnh có 17 điểm tiêm chủng. Việc thực hiện tiêm tuân thủ theo quy trình một chiều, mỗi điểm tiêm đều có một tổ thường trực sơ cấp cứu. Ngoài ra còn có hai tổ thường trực cấp cứu cơ động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để hỗ trợ các điểm tiêm khi có tình huống bất trắc xảy ra. Thực hiện thông điệp 5K cộng với tiêm vaccine được xác định là chiến lược cho công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.